Thưa bà con, hiện nay phong trào nuôi gà chọi đang rất phát triển và cùng với sự phát triển đó thì dịch bệnh xảy ra rất nhiều trên đàn gà chọi, gây thiệt hại lớn đối với người chăn nuôi. Và trong đó phải kể đến đó là bệnh Newcastle. Đối với bệnh này thì hầu hết người chăn nuôi gia cầm chưa nhận biết được và chưa có những biện pháp phòng và điều trị bệnh. Chính vì vậy, hôm nay tập đoàn Invest đã mời Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, giảng viên cao cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến để chia sẻ cho bà con. Vâng, xin kính chào bà con. Thưa chuyên gia, hiện nay rất nhiều người chăn nuôi gà chọi đang quan tâm đến bệnh Newcastle vì bệnh này gây thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi. Xin chuyên gia hãy chia sẻ về cách nhận biết và khống chế bệnh này. Vâng, thưa bà con, bệnh Newcastle hay còn có nhiều cái tên gọi khác, ví dụ như là bệnh tân thành gà này, bệnh gà dù hay là bệnh dịch tả gà. Do vậy là trên thực tế thì tùy theo từng địa phương mà có các cái tên gọi khác nhau, nhưng tên khoa học đó là bệnh Newcastle. Và đây là một bệnh do virus gây nên, và nó gây nên cho hầu hết tất cả trên gia cầm, trong đó có đàn gà chọi. Ngoài cái việc mà xảy ra trên đàn gia cầm thì bệnh này còn xảy ra đối với cả các cái loài chim. Và chính vì vậy mà trong quá trình chăn nuôi, nếu mà nuôi chim cùng với đàn gia cầm thì nó sẽ có sự lây lan giữa đàn gia cầm với loài chim. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất mà bà con chúng ta cần phải lưu ý. Vấn đề thứ hai là bệnh này nó xảy ra quanh năm, và xảy ra nhiều nhất là trong cái điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là khi mà khí hậu giá lạnh hoặc là khí hậu ẩm ướt thì cái bệnh này nó xảy ra nhiều hơn. Đồng thời bệnh này cũng xảy ra trong cái điều kiện chăn nuôi và cái môi trường chăn nuôi kém. Thế vậy môi trường chăn nuôi kém ở đây là gì? Trong cái môi trường chăn nuôi thì các cái chất côn trùng còn tồn tại lâu và tồn tại nhiều ở trong cái môi trường chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi, và đây cũng là cái điều kiện để cho cái mầm bệnh tồn tại và phát triển trong cái môi trường chăn nuôi đó. Vì vậy trên thực tế, nếu mà cái môi trường chăn nuôi kém hoặc là cái cơ sở chăn nuôi nào mà có cái môi trường chăn nuôi kém thì cái bệnh Newcastle này nó sẽ xảy ra với cái tỷ lệ cao hơn. Đối với bệnh Newcastle thì bệnh này nó xảy ra ở mọi độ tuổi của gà. Ví dụ như là gà mới nở, đến gà giò, đến gà hậu bị và đến gà đẻ, và nó gây tổn thất rất lớn đối với cái hiệu quả chăn nuôi gà. Và trên thực tế là khi mà chúng tôi theo dõi hoặc là trong các cái câu hỏi của bà con chăn nuôi cũng như đi một số các cái cơ sở mà chăn nuôi gà chọi, thì chúng tôi thấy là cái bệnh này nó xảy ra rất nhiều đối với gà chọi, và bà con chăn nuôi đàn gà chọi mà chưa nhận biết được mà nó là bệnh gì và chưa có cái biện pháp khống chế dịch bệnh, chính vì thế mà nó gây tổn thất rất lớn đối với người chăn nuôi gà chọi. Và đối với bệnh này là cái hiện tượng lây lan hoặc là cái con đường lây lan dịch bệnh, thì cái đường lây lan dịch bệnh nó bằng với con đường lây lan trực tiếp và lây lan gián tiếp. Ví dụ lây lan trực tiếp ở đây là gì? Là khi mà con gà ốm hoặc là con gà khỏe mà tiếp xúc cùng với con gà ốm, hoặc là chăn nuôi cùng với con gà ốm thì sẽ bị lây bệnh. Hoặc là đàn gà khỏe mà tiếp xúc với chất thải của đàn gà ốm, ví dụ như là phân hoặc là những thức ăn thừa mà của đàn gà ốm mà rơi vãi trong cái môi trường chăn nuôi đàn gà khỏe, thì đàn gà khỏe cũng sẽ bị mắc bệnh. Ngoài ra thì cái bệnh này nó còn lây lan qua cái trứng, và khi mà gà bị mắc bệnh thì nó tùy theo cái độc lực của virus mà nó gây ra ba cái thể sau đây, hay nói một cách khác là để mà nhận biết được thì bà con chúng ta cần phải chú ý tới cái triệu chứng.
Và cái triệu chứng ở đây nó tùy thuộc vào độc lực của virus, và trên thực tế thì người ta thấy là nó có ba cái thể sau đây. Thể thứ nhất là thể quá cấp tính. Thì cái thể quá cấp tính thì thường xảy ra ở đầu ổ dịch và biểu hiện ở đây là gà sốt cao này, và gì chết rất là nhanh, ủ rũ mệt mỏi, có hiện tượng là thở khó và chết rất là nhanh. Thì đây là cái thể thứ nhất là thể quá cấp tính. Thể thứ hai là thể cấp tính. Thì thể cấp tính thì thường xảy ra ở giữa cái thời kỳ ổ dịch, và cái biểu hiện ở cái thể cấp tính thì nó thường là kéo dài. Ví dụ như là cái thời gian lung bệnh có thể là 5 đến 7 ngày, và khi mà gà bị mắc bệnh ấy, nó thường có các cái biểu hiện này: gà ủ rũ này, rút đầu vào cánh này, uống nước nhiều này, rồi có hiện tượng là tiêu chảy, phân có màu xanh trắng, và đặc biệt là có cái hiện tượng là thở khó, cho nên thường có cái hiện tượng nghiến cổ lên hay là dướn cổ lên, vẫy mỏ kêu tóc to. Thì đấy là cái thể cấp tính. Và đối với thể cấp tính thì nó thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày, thậm chí hơn 10 ngày, thì lúc đó là gà mới chết. Và chính ở cái thể cấp tính này, nó bệnh nó kéo dài như vậy, cho nên là đối với bà con, một số bà con địa phương người ta thường gọi là đấy là bệnh gà rủ, tức là nó ủ rũ, hoặc là một số địa phương, bà con địa phương còn gọi là gà bị khoác áo tơi. Thì đấy là cái biểu hiện lâm sàng hay là triệu chứng của cái thể cấp tính. Thế vậy thì đối với thể này thì khi mà quan sát tổng thể thì thấy là có hiện tượng màu này, tích này, tái nhợt, thâm tái, và đặc biệt là diều có hiện tượng là chướng hơi và thức ăn không tiêu. Khi mà chúng ta bóp vào cái diều thì có cái hiện tượng như là bóp vào một cái quả bóng mà có hơi. Đồng thời mà khi dốc ngược con gà lên thì chúng ta thấy là có hiện tượng là nước miếng chảy ra, thì nước miếng ở đây có màu xám và mùi hôi chảy ra khỏi vùng miệng. Đồng thời là quan sát hậu môn thì thấy là hậu môn bị viêm, và xung quanh hậu môn cũng như là cái vùng lông ở hoặc là lông ở xung quanh hậu môn có dính phân, và phân ở đây là có màu xanh trắng. Thì đấy là cái thể thứ hai gọi là thể cấp tính. Và cái thể thứ ba là thể mãn tính. Thì về cái thể này thường là ở cuối ổ dịch, và nó biểu hiện ở đây là gà có cái triệu chứng thần kinh rõ nhất. Ví dụ như là gà có hiện tượng là đi vòng tròn, gà có hiện tượng đi giật lùi, hoặc là gà có cái hiện tượng là vênh cổ, rồi mổ thức ăn không trúng, và cứ thế là có cái hiện tượng kéo dài, và sau đó con vật suy kiệt dần và con vật chết. Thì đấy là ý biểu hiện của gà bị mắc bệnh Newcastle.